anh nghe câu hò vì giọng để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền một người lữ khách qua sông. Người ơi sao mà sâu nặng câu thương, câu đợi, câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông lớn, mà thương ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò vì rằng cho anh đầy mơ nẻo đường. Câu hò vì rằng anh thương trọn đời. Cay gừng mối mặn đừng quên người. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò. Câu quê mình mộc mạc mà thương ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò vì dằm cho anh đầy mơ nẻo đường. Câu hò vì rằng anh thương trọn đời, anh thương trọn xin chúc mừng Minh Huế và Đăng Nguyên đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời các vị giám khảo, mời giám khảo Cẩm Ly. Ôi cờ, chị nghe tới cái tên bài hát là chị không chịu nổi. Nghe nó sướng lắm em ơi. Mà chị hơi tiếc, chị nghĩ như vậy. Cái tông này đối với em có thấp không Huế? À, hơi thấp một chút. Thấp là tại vì em phải bắt buộc em phải nhường xuống một tí xíu cho bạn, cho nên là cái giọng em nó không được bay bổng. Mà chị nghĩ nếu mà hát đúng cái tông thì em hát cái bài này sẽ rất là hay. Ban nhạc cho bạn Huế thử vô cái đoạn điệp khúc cái được không? Nay anh trở về bên dòng sông lớn, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò. Câu quê mình mộng mạc mà thương ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò vì dặm anh thương trọn đời. Trời ơi, hay đúng không?
hay quá mà không hát chọn tông này hót luôn. Hát gì mà như gắn cái kèn ở trong cổ vậy, phát ra trời. Như như em hát thử coi như. Thấy anh trở về bên dòng sông lớn. Bà mới đúng là gắn cái kèn ở trong cổ bà đó bà. Dạ đây, sự tàn phá của âm nhạc là đây. Trời đất ơi, thấy thương xin gì lỗi đâu. Mọi người. Thật ra thì chị Thơ đó, chị hát á, giọng chỉ lực mạnh nhưng chỉ biết khi nào nhả mềm, chỉ có thể tự làm chủ giọng của mình. Giọng lực rất mạnh nhưng chỉ không hát bắn thẳng ra, chỉ có những cái nhấn. Thì Nguyên này làm mấy cái điểm đó ra rất nhiều. Lúc mà em hát cái tông cao lại cái chữ mang đó, và chữ trọn của em luyến nó tròn. Đúng cái rồi. Chữ trọn để em xuống cái chữ đời nó rất là đẹp Nguyên. Và cái chữ mà câu hò quê mình mộc mạc mà thương, ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò ví dặm, anh thương, những cái câu mà em nhấn nhấn của chị Thơ là em làm rất là giống. Em làm những cái luyến lấy ra, nhưng công lực mình chưa đủ để mình làm chủ cái giọng hát mình khi mình ém qua nữ. Khi mà em hát, chị cảm giác là em hát với tất cả niềm đam mê. Em không cần biết ai ngồi trước mặt em, ai chấm điểm cho em, giám khảo hay là khán giả nói gì về em không cần biết. Em chỉ biết là em hát và em hát hết mình mà thôi. Còn riêng về Minh Huế, nếu mà nói chị ngồi đây chị nghe Minh Huế hát một bài, phải công nhận giọng Huế nó nhẹ nhàng, nó ngọt ngào, nó tình cảm. Tuyết nghĩ là nếu mà Huế vô được vòng trong á, Tuyết cần cái sự cuồn cuộn, cái sự trào dâng của Huế hơn nữa. Tuyết thấy trong Huế có cái sự ngọt ngào, có cái sự đầm thắm, có cái tình cảm, nhưng nó rất là nhẹ nhàng. Nó không có cái sự cuồn cuộn của chị Anh Thơ. Mà ở bạn Đan Nguyên có cái điều đó. Nếu mà Huế có thêm cái đó vô nữa, thì khi mà mình giàu dạc, mình cuồn cuộn hơn, mình nhấn nhá nhiều hơn, thì với cộng với cái sự học hành của Huế, cái kinh nghiệm trên sân khấu của Huế, Tuyết nghĩ là Huế không có khó khăn gì để hát giống y chang chị Anh Thơ. Chúc mừng tiết mục hai bạn vừa rồi, quá tuyệt vời. Cảm ơn. Ừ, anh Ba Khía. Anh Ba Khía. Anh Ba Khía, anh Ba Khía. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng. Nơi xóm kênh làng bên ai cũng biết nổi danh liệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh Ba Khía, bao kẻ mến người thương, nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ tình đẹp miền Tây anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng già sắc son, đau thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng anh mơ. Lại yêu nhau, mây rơi em cũng lời. Lại yêu nhau, mây núi
con tàu Việt Nam đi xuôi bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới, là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru êm êm bờ cát, đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam, là thương nhau em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu. Tuy mình nghe một cái bài Anh Ba Khía mà kết hợp với bài Tàu Anh Qua Núi như thế này mà hòa quyện lại với nhau rất là hay. Không biết ban giám khảo chúng ta có nhận ra là giọng ca của ai, họ đang tái hiện ca sĩ thần tượng nào không ạ? Đó là Đan Trường và Anh Thơ. Đó chính là ca sĩ Đan Trường và ca sĩ Anh Thơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với các bạn ấy trước nha. Xin mời bạn vị trí số 1. Dạ em chào mấy anh chị ạ, em là Đình Lễ. Thì em đang là ca sĩ tự do. Và anh bạn thứ hai làm chúng ta rất bất ngờ khi anh ấy hát giọng của nữ ca sĩ Anh Thơ. Mời em giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Đăng Nguyên, năm nay em 20 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại thì em đang là một thợ làm tóc ạ. Wow, thợ làm tóc. Dễ thương. Có giọng hát đỉnh vậy đó. Rồi tiếp theo mời cô gái. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Minh Huế, đến từ Bắc Giang ạ. Và hiện tại em đang là sinh viên của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ. Và chàng trai số 4. Em tên là Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại thì em đang là quản lý một chuỗi nhà hàng ở quận Nhất. Wow. Em sinh ra làm quản lý tới một chuỗi nhà hàng lần hả em? Cái chức nó lớn quá vậy. Đẹp trai quản lý. Với những người mà có tâm hồn ăn uống như Khải Như với Trấn Thành thì nên làm quen với anh ấy nha. May là anh dễ ăn chay đó chứ ăn mặn anh tràn qua nhà hàng của người ta. Em ơi, em làm nhà hàng gì vậy? Bán gì vậy? Em làm bên chuỗi nhà hàng giải trí. Ừ, cái đó anh ít ghé lắm, cảm ơn em. Dạ, hôm qua thì thôi, mình để trong bụng, tự nhiên mình nói chi vậy? Không, thì đang định hỏi em. Thôi kệ người ta, giờ mình nhận xét giọng hát, ta đi nhà thôi hàng. Chứ trời. Trời ơi, mới nói nghe nè, bộ gây lộn với giám khảo. Ăn thịt cái lô đi, mày ăn thịt cái lô đi. Ăn thịt cái lô đi. Dạ, mời anh Trấn Thành ạ. Các bạn ơi, hôm nay các bạn làm cho Thành rất là vui và phấn khích. Là bởi vì đầu tiên là xin cảm ơn Minh Vi và ban nhạc. Anh Minh Vi đã mix được hai cái bài phải nói là cực kỳ khó khăn. Không ai nghĩ là anh Ba Khía, một cái bài miền Tây mà lại đẩy qua hát chung được với một cái bài Tàu Anh Qua Núi của ca sĩ Anh Thơ, một cái bài đậm chất miền Bắc như vậy. Mà cái mối nối này rất là hợp lý hả? Và cái đoạn cái bạn hòa thanh ở cuối rất là hay, thật sự là phải nói là rất là nể cái tài sáng tạo của giám đốc âm nhạc của chương trình, đó là nhạc sĩ Minh Vi. Và cảm ơn ban nhạc đánh quá xuất sắc luôn, cái bài làm cho không khí cực kỳ hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ phải nói về các bạn. Các bạn là những nhân vật trẻ rất là ưu tú. Ở trong đó hai anh Đan Trường thì có anh giống hơn, anh chưa giống lắm. Bạn đẹp trai này chưa giống lắm. Và ông bạn vẫn còn giọng thổ nhiều. Bạn tìm cách đẩy cái âm thanh ra khu vực phía trước một tí sẽ ra anh Đan Trường hơn, hát chân thật hơn. Tại vì anh Đan Trường là hát cái giọng nó phải đúng nghĩa miền Tây luôn á thì mới ra anh Đan Trường, mà cái hơi anh Đan Trường hát hơi rất là vang, cái âm vang của anh tốt lắm. Hát ráng đẩy ra phía này, bạn này có vẻ giống hơn. Bạn số 4, chuỗi nhà hàng, kinh doanh không quên việc luyện giọng, hát rất là ok, nhưng mà vẫn có những đoạn không giống. Anh Đan Trường có những cái mộc mạc riêng của ảnh,
mà mình phải để ý. Nhưng mà tôi thấy các bạn có những cái để ý rất là hay. Ví dụ như là anh đang trừ cái gì S với X xì thì anh hát cũng là X xì thôi. Thì các bạn hát đúng cái chữ đó, như vậy thì tôi thấy là cũng thú vị. Đó là một trong những cái đặc điểm của anh Đan Trường. Nói về ca sĩ Anh Thơ, hai người bạn trẻ rất là hay, cô gái hát rất là giống. Nhưng mà em biết sao em bị thiếu cái độ mượt mà hát dòng nhạc đó, và nhất là hát theo cách của chị Anh Thơ. Em phải có độ mượt mà, và chị Anh Thơ có những cái thở đó, mình phải làm cho nó mượt. Tại vì từ giọng gió chuyển qua giọng thật, em phải làm sao cho nó không có khoảng cách ha. Đó là về phần em. Còn bạn nam ngạc nhiên quá, con trai mà hát được như vậy là quá nể luôn. Đó cũng là một món quà ông trời cũng cho bạn mà ít ai có. Nhưng mà thế này nè bạn ạ, ông trời cho bạn một cái mỏ, một cái quặng, bạn phải là người biết cách khai thác thì nó mới ra tài nguyên khoáng sản được. Hiện nay á, cái chất giọng khi mà bạn xuống Quảng Trầm, Quảng Trung vẫn là giọng nam, phải làm sao mà nó mượt một tí, ngân nga một tí nữa, thì khi bạn lên Quảng Cao thì người ta sẽ không có còn phân vân gì với bạn nữa nha. Chúc các bạn thành công, rất đẹp, rất dễ thương. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời giám khảo ca sĩ Cẩm Ly. Bạn thân của anh Đan Trường. Thật ra thì có lẽ là vòng đầu Ly cũng hơi khó tí xíu, là tại vì các bạn hát chỉ gọi là, dùng từ là chỉ là phản phất thôi, chứ nó chưa có ra. Phản phất thôi. Phản phất thôi. Thật ra thì hồi nãy Thành nói là bài số 4 hát giống hơn bài số 1. Đúng là lúc đầu em vào cái đầu bài chị thấy không giống. Bài số 4 thì vào cái đầu ok. Nhưng khi lặp lại thì em hát có nét của anh Trường liền. Tức là mình chưa có ổn định thôi. Mà tại vì cái cách mà mở âm á, thì bài số 4 giống hơn. Nhưng mà tụi em vẫn không có cái độ vang sáng của anh Trường, tụi em chưa có. Còn đối với anh Thơ đó, thì em hát thì tốt. Chị không có nói về vấn đề giọng hát của em, nhưng giọng Thơ bén hơn, sắc hơn nữa. Cái âm của em nó còn bị trầm trầm. Còn nói về bạn nam, đó là một sự bất ngờ. Nhưng em để ý những cái từ đầu tiên của em vào đầu câu á, là tại vì lúc đó em đang bị bắt cái tông cho nó nữ, cho nên nó chỉnh choạng một xíu rồi nó mới đi vào cái quỹ đạo. Nó cứ bị hai ba câu như vậy. Nhưng mà càng về sau thì em đỡ hơn. Nhưng mà chị phải có một cái sự gọi là ghi nhận, là cả một sự cố gắng. Thực sự là chị trông chờ tất cả bốn bạn ở vòng thứ hai để thể hiện mình. Dạ, hy vọng rằng tất cả các bạn thí sinh sẽ làm hài lòng vị giám khảo khó tính Cẩm Ly của chúng ta khi đến với vòng 2. Với chị Minh Tuyết thì sao ạ? Về anh Thơ đó, cũng như chị Ly nói thì Tuyết rất là phục bạn trai. Tại vì cái tông nó quá cao cho với một giọng nam như thế, mà bạn vẫn hát rất là khỏe, rất là mạnh. Cộng thêm một cái điều Tuyết rất là thích ở bạn nam, cái chỗ rằng là bạn hát rất là thoải mái, rất là vui. Thì cái đó là cái mà Tuyết cảm thấy là đặc biệt. Còn riêng về hai bạn nam, đối với Tuyết thì Tuyết cho là bạn số 4 giống cái âm sắc phát ra đó, nó hơi giống Đan Trường nhiều hơn là bạn số 1. Tuyết thấy là Đan Trường hát rất là đơn thuần, cái âm của bạn phát ra rất là vang sáng, rất là sáng, sạch nữa. Và sạch nữa. Giọng của Trường rồi phát ra cái thì Tuyết thấy phản phất đâu đó bạn số 4 có được cái điều đó, bạn phải phát huy mạnh hơn nữa. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và cuối cùng xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Về phần trình diễn đó thì chắc là cho anh sẽ góp ý trước hai bạn đang hóa thân vào vai anh Đan Trường ha. Đình Lễ, cái phần hát đầu tiên thì nó rất là quan trọng, bởi vì là nó đặt để vào đó giống như cái người khởi đầu dẫn dắt cho cái mạch cảm xúc của những bạn còn lại. Thì về phần giọng ca thì các giám khảo đã nhận xét. Còn về phần phong thái trình diễn đó thì anh vẫn còn thấy em ở một chút gì đó nó còn thiếu tự tin và nó còn rụt rè lắm. Anh Bo Đan Trường thì ảnh rất là hiền lành, ảnh rất là chất phác, nhưng mà ảnh rất là tự tin. Và anh hát giống như là anh đang rong chơi ở những cung đường miền Tây gì đó. Tức là anh rất là thoải mái, một cái phong thái luôn luôn là nở nụ cười và luôn luôn giao lưu với khán giả. Thì anh muốn em Đình Lễ thì em sẽ phải thật tự tin hơn nữa trong những cái phần tiếp theo nha. Còn bạn thì anh rất là thích em, tức là cái mái tóc của em cũng tạo dáng hơi điệu đà và bồng bềnh giống như là anh Bo Đan Trường vậy đó. Và đặc biệt là cái cách em đứng hát á, cũng cái dáng người rất là thẳng, rồi cái cánh tay đưa lên nè, rồi đưa ra xa, rồi đưa chỉ một ngón tay như này thì anh thấy là cũng giống, rất là giống. Thì anh nghĩ là em đã có tìm hiểu qua rồi và cũng đã có sự tập luyện cũng như là để nhập vai nó tốt trong ngày hôm nay. Thì những cái phần điều chỉnh về chất giọng hoặc là như nào đó cộng với phong thái biểu diễn thì anh nghĩ em sẽ là một phiên bản hóa thân anh Đan Trường rất là hoàn hảo. Còn về phần anh Thơ thì cô gái anh Thơ ở đây là Minh Huế đúng không? Thì anh thấy là chỗ cô anh Thơ thì cổ rất là dịu dàng. Anh rất là thích anh Thơ qua cái bài là Khúc Hát Sông Quê.
một cái giọng ca mà nó mênh mang như những cái dòng sông, rồi như những cái cánh đồng lúa bao la vậy đó, nó rất là nhiều hình ảnh. Và cái dáng người của chị cũng là một dáng người tròn đầy và có gì đó rất là phúc hậu. Đó thì cái cách diễn đạt của anh Thơ trong lúc mình trình bày thì cũng không quá cầu kỳ gì cả. Nó rất là đơn giản thôi. Anh nghĩ là em cứ thật là mộc mạc thì nó sẽ ra cho chị anh Thơ nha. Còn bạn bạn Đăng Nguyên thì anh thấy em rất là bung xõa trong khi ánh sáng vẫn đang rất là tối. Nhảy rồi rất là hồn nhiên, rất là dễ thương. Nhưng mà cả giọng hát cũng như phong thái của mình thì mình tiết chế một chút xíu nữa thì nó sẽ vừa vặn hơn, vừa khẩu vị hơn với là thực khách. Quà tới muốn ăn nữa rồi hả? Chúc các em sẽ... Phương Việt.
Nè em, hát hai giọng luôn á hả? Dạ. Cái bài này là do chị Anh Thơ hát chung với một nam ca sĩ khác hay là do em muốn làm như thế? Bài này thì bản gốc cũng là do cô Anh Thơ hát với một chú khác, nhưng em phối lại theo cách mới một xíu, đổi chia câu đi ạ. À, và em hát hai giọng luôn. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh thấy cái phần trình diễn vừa rồi rất là thú vị. Đầu tiên thì có cái cô gái múa những cái ô xòe hoa ha. Ra bắt đầu là che chắn cho em mà nghe một cái giọng bay bay ở đầu. Thì anh rất thích cái đoạn mà bay bay của đầu ở đầu của em á, lúc mà em giả thanh thành giọng nữ đó. Thì nghe nó vang vang giống như là nó nằm trên những cái rẻo cao, hoa ban, hoa mơ gì đó. Anh rất thích cái đoạn đó. Có thơ không? Anh có thơ không? Thơ không có. Bình thường là anh nói tới đây là anh có thơ rồi đó. Thường là anh sẽ tự đọc, có giám khảo giám chấn thành mà chêm vào cái là tự nhiên bị tuột, mình quên thơ mất. Dạ, tại anh Thành hết nha, anh Thành nha. Ok, em xin lỗi anh. Đó thì cái đoạn đầu thì anh rất là thích. Anh thấy là cái phần này, cái điều làm nên cái nét đặc sắc và thú vị đó là em cùng một lúc em làm cả hai vai nam và nữ luôn. Nó tạo nên cái nét thú vị, nhưng tuy nhiên đó cũng là cái điều bất lợi cho em. Bởi vì là anh thấy em bị bối rối ở những cái đoạn chuyển nam, sau đó lại về nữ, rồi sau đó nữ và về nam. Trông rất buồn cười nhá. Là cứ đang phân vân không biết là phải là làm nam hay làm nữ ấy, hiểu không? Như là diễn tả là cứ phải là ơi mình chạy thế nào nhỉ? Dạ, ở thực tay thế này phải Anh Thơ này không, không mà không, đang không. Là nam nhỉ? Ừ thôi. Ê, bên này bên thế này. Thế này thôi. Ừ. Ừ trong lại bỏ chúng ta lại múa thế này. Ừ. Trông buồn cười lắm. Anh rất thích là giọng nam của em nha, rất là mạnh mẽ, rất là tình tứ mà rất là vang xa. Từ lúc nam sau đó chuyển về nữ thì bao giờ những cái đoạn đầu anh cũng thấy là nó bị chông chênh và nó không thực sự thuyết phục anh rằng là hai người nam và nữ đang hát đó. Thì anh nghĩ em phải tính toán lại. Khi em hát giọng của chị Anh Thơ, cố gắng đừng hát giọng thật, để cho nó bớt đi âm sắc của người nam ấy. Em hiểu không? Vì cái giọng nam của em, khi mà em hát những cái nốt thấp thì nó lại ra nam, dạng một bạn nam. Làm sao mà để mà lúc nào cũng làm giọng giả thanh thôi. Hiểu không? Từ nốt thấp đến nốt cao, để cho cái âm thanh nó bay bay. Vì anh thấy là em có những cái chuyển rất là hay, những cái chuyển rất là giống chị Anh Thơ. Nhưng mà em mà cứ xuống giọng thật một cái là mất Anh Thơ ngay, là ra Tùng Dương ngay. Đấy. Em đặc biệt thật. Em làm công việc là thợ hớt tóc, vậy chứ em có đi học hát không mà có được một cái giọng hát như thế này? Dạ em chưa được từng đào tạo qua một trường lớp nào, cùng huấn luyện nào ạ. Cũng không có đến lò nào để học luôn đó hả? Dạ, tất cả là do bản năng của em hết. Anh ơi, mình dùng cái trường được không anh? Cái lò là sao anh? Em nói qua lò là nó phải học nướng bánh mì. Em nhớ những lời giám khảo nhận xét nha. Để hy vọng rằng ở vòng sau mình sẽ làm tốt hơn. Như anh Nam nãy đó, chịu khó bố trí lại cái giọng của mình. Bố trí, phân bộ, phân phối cái giọng mình cho nghe nó. Nghe anh Nam nhận xét xong tưởng em giống như đã trang trí nội thất vậy đó. Chúc mừng em với phần dự thi vậy. Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn, mà đời không ngại đau mấy con xoay. Đắm hồ xây đắm ta nuôi dòng nước ngọt, để đàn mướng nhỏ tắm mát quanh năm. Ruộng đồng ta thỏ mơ bao ngàn năm, kẻ gỗ là đây bao năm đời tháng chờ, nay vùng đá bạc đôi núi lô nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đôi
đau soi. Ngồi trong xe ui, anh nhớ những ngày hè chân lội qua khêm nhờ mùa đông gió. Ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ. Ngày ta đi học em nói thích nghề gì, nay xa em nó tươi màu dễ nhỉ. Thấy mùa vương vị ta ngỡ gặp mùa thi, cùng ngày vương nở hai đứa mình ra đi. Làm nghề chi? Em thích được lái máy bay. Như sao em nó tươi màu suy nghĩ, giống mùa phượng vị sao xuyên mông ngày thi. Cùng ngày vương nở hai đứa mình ra đi. Cưng muốn xỉu hà. Hai đứa hát hay lắm, mà cưng lắm, tụi em dễ thương lắm. Nhưng thế này bé ạ, về bạn Đăng Nguyên thì bạn Đăng Nguyên hơi bị thiệt thòi, là tại vì mình là nam mà, làm sao mình có thể giả nữ hết nguyên một bài được. Thì chỉ vài cái đoạn mà lên giả thanh thì em mới đẩy cái giọng lên ốc o được thôi, đúng không? Thì nếu mà xét riêng về một cái người hát hay thì em là một người hát rất hay. Và nếu mà để đi xa với chương trình thì nó không công bằng cho những người khác, là người ta phải giả giọng nguyên một bài trong khi là em phải chỉ vài đoạn hả. Nhưng phải nói rằng một điều là khi mà bạn lên giả thanh á thì cái giọng bạn nó ấm và nó dày, nó giống với chị Anh Thơ hơn cả bạn Huế luôn. Riêng bạn Huế thì bạn là một cái phiên bản hoàn chỉnh nhưng không hoàn hảo, ở chỗ là nếu nói bạn không giống thì là không đúng, nhưng thật sự nếu mà âm sắc thì hoàn toàn không phải 100% giống chị. Đây là mình nói là hát giả thanh mà,
thì rất là nhiều người nếu mà học giỏi về thanh nhạc sẽ có thể làm giống được như thế. Nhưng mà Thành muốn nghe cái âm sắc của chị thơ nhiều hơn một tí. Nên anh nói thiệt là hai tụi em đều là những cái trường hợp làm anh phải băn khoăn rất là nhiều. Thì đúng như Thành nói đó, có nghĩa là bạn Minh Huế đó, em hát nó rất là trọn vẹn một bài hát. Nhưng mà cái điều mà em không có ở chị là cái độ nhấn nhá từng câu, từng chữ. Chị cảm giác như em hát ngọt ngào, nhưng là nó cứ ngọt ngào, nó cứ đều đều như thế này. Mà khi chị nghe em, chị lại không nghe ra chị ăn thơ nhiều, mà chị cứ ngồi chị tưởng tượng Ngọc Hạ không à. Chị không biết lý do tại sao. Đó là cái mà chị nhận xét được giữa hai em, là có người giống, có độ chuẩn, nhưng có người lại có độ giống. Em thiệt sự đó, em lên sân khấu em rất là xinh, rất là đẹp. Giọng em cũng đẹp vô cùng, em hát đầy đặn, không có chỗ nào để mà phải chê em. Em hát rất là tuyệt vời. Nhưng mà những cái nhấn giống như khi Nguyên hát là em hiểu không? Tức là những cái đặc trưng của chị thơ nó sinh nặng ở một cái từ đó. Thì ở em không làm được điều đó, trong khi á, Nguyên làm được. Nhưng chị rất là thông cảm với Nguyên. Có nghĩa là khi mà em tập cái giọng mà giả hai giọng như thế này nè, em coi là, chị dùng từ là chưa có đủ công lực. Cho nên em chưa thể làm chủ được cái giọng của mình. Khi mà em hát nam nó cứ bị lơ lơ xíu dính, nó bị xét xét ở đây. Thế khi em hát nữ thì nó lại với lên một xíu. Tức là mình chưa đủ công lực. Nhưng chị thích ở Nguyên cái điều gì biết không? Không hiểu sao khi em ra, em đem cái sự tươi mới đó, chị cứ cười suốt, nhìn cái mặt em cảm thấy một sự yêu đời và nó trẻ trung lắm luôn, rất là thích luôn. Anh chỉ có một nhận xét rất là ngắn gọn thôi, đó là hai bạn hát cái bài vừa rồi, cái tiết mục vừa rồi thì đem đến một cái cảm giác rất là thích thú cho khán giả và đặc biệt là ban giám khảo. Tuy nhiên anh thấy là hình như có một cái điểm hạn chế, cái trở ngại dành cho mấy bạn khi hóa thân thành chị Anh Thơ. Vì chị Anh Thơ thì hát có một cái độ chính nhất định, thì cái điều đó cũng thực sự là hơi khó cho cả hai em khi mà hóa thân. Thì anh nghĩ là cái điểm đó là cái điều duy nhất mà trở ngại cho các em. Còn lại thì anh thấy là hai em tương đối tốt như là các giám khảo khác đã nhận xét. Và bây giờ sẽ đến sự lựa chọn của các vị giám khảo đây. Đầu tiên, xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Anh nghĩ là thuyết phục anh hoàn toàn trong cái tiết mục vừa rồi thì chưa hoàn toàn. Nhưng mà anh nghĩ là cho Minh Huế một vé chờ thì cũng có thể. Minh Huế nhờ một vé chờ từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mời Trấn Thành. Theo Thành thì Thành không chọn. Trấn Thành chọn. Không chọn. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Chị cho em vé chờ. Vé chờ. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Chị vẫn dành cho em một vé chờ. Một vé chờ. Như vậy có nghĩa là lại một lần nữa giám khảo lại phải khó khăn chọn lựa vị trí di chuyển hay là nhường chỗ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định là sẽ có một trong các bạn ở hàng ghế chờ phải ra về để nhường chỗ cho Minh Huế vào hàng ghế đó. Và người đó là Mỹ Hạnh. Rất cảm ơn em. Và như thế là Mỹ Hạnh sẽ chia tay với chương trình Ca Sĩ Thần Tượng của chúng ta tại đây. Cảm ơn Mỹ Hạnh rất nhiều đã đến với chương trình. Xin chào tạm biệt bạn nha. Và Minh Huế sẽ ngồi vào vị trí chiếc ghế đó của Mỹ Hạnh. Thí sinh tiếp theo. Còn cậu bé này thì sao? Giám khảo ơi. Đăng Nguyên ạ. Xin mời giám khảo Trấn Thành. Với Thành là một vé chờ. Một vé chờ. Mời chị Cẩm Ly. Là chắc có lẽ chị xin lỗi, chị sẽ dành những cái chiếc vé đó cho các bạn khác ha. Xin lỗi em nha. Là không chọn hả chị? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, không chọn. Xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Rất xin lỗi, mặc dù anh rất thích em, anh không chọn. Không chọn. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Chị xin lỗi, chị đành phải không cho em cái vé chờ và cũng không cho em cái vé vào vòng trong được. Như vậy là giám khảo Minh Tuyết cũng không chọn. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải chia tay nhau tại đây. Bởi vì so với bạn Minh Huế thì bạn Minh Huế đã nhận được nhiều cái vé chờ hơn. Còn với Đăng Nguyên cũng là hình ảnh của ca sĩ Anh Thơ, nhưng mà chỉ nhận được một vé chờ từ giám khảo Trấn Thành. Ba vị giám khảo còn lại đều không chọn em. Vì thế rất tiếc khi phải chia tay em tại đây nha. Em cảm ơn tất cả mọi người.